Xin chào anh Hoàng Nguyễn. Như anh biết, ngày hôm qua, 27 nước châu Âu đã đạt được thỏa thuận viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine chống xâm lược Nga. Khoản viện trợ vốn bị Hungary ngăn chặn cho đến phút chót. Thỏa thuận đạt được ngay trong buổi sáng đã được nhiều người coi là khá bất ngờ. Vậy trước hết xin anh cho biết những kịch bản nào đã được đặt ra về phía Hungary và về phía Liên hiệp châu Âu trước cuộc thượng đỉnh có ý nghĩa lịch sử này ạ? Trước thượng đỉnh báo giới cũng như là chính trường châu Âu thì họ đặt ra ba cái kịch bản chính. Kịch bản thứ nhất mà được coi là tồi tệ nhất, tức là chính phủ Hung vẫn duy trì cái quan điểm của mình cho đến cùng, cho rằng là tất cả những cái quyết định về những cái khoản hỗ trợ tài chính dành cho Ukraine thì phải được thông qua với sự nhất trí của tất cả 27 thành viên EU, và họ nghĩ rằng là vẫn có thể tiếp tục sử dụng cái quyền phủ quyết. Thì trong cái trường hợp đó thì EU cũng đưa ra một cái kịch bản, tức là 26 nước thành viên còn lại sẽ tìm kiếm một cái giải pháp riêng. Ngoài ra thì hai cái kịch bản khác cũng được tính đến, tức là các thành viên của EU chấp thuận cái đề xuất mang tính thỏa hiệp của Hungary, tức là hàng năm thì cần phải tổ chức thảo luận lại về cái khoản ủng hộ cho Ukraine. Nhưng mà tuy nhiên EU cho rằng là cái phần biểu quyết sau đó thì chỉ cần đa số ủng hộ chứ không cần phải đến 100%. Và cái khả năng thứ ba được coi là cái khả năng mà tốt nhất, có nghĩa là giống như cái hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 năm ngoái đó, thì ông Orbán cũng có thể rời khỏi phòng họp khi mà 26 thành viên còn lại của EU biểu quyết. Bên cạnh đó thì những cái khả năng trừng phạt hoặc là trả đũa mà có thể áp dụng được với Hungary đó thì cũng được nhắc tới. Thì những cái điểm chính là, thứ nhất là Hungary có thể bị là tước quyền biểu quyết của nước này trong Liên Âu. Cái điểm thứ hai là vì những cái quan ngại về pháp quyền đó, thì cái nhiệm kỳ mà Hungary giữ cương vị chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm nay đó, thì có thể bị hoãn lại cho đến khi những cái vấn đề này được giải quyết. Và cái điều thứ ba đó, rất là ầm ĩ trong những ngày vừa qua đó, là dường như có những cái dự tính tại EU để nhằm cô lập mà khiến cho Hungary lâm vào cái tình trạng tê liệt về mặt tài chính. Và có thể thấy là việc một số những cái quốc gia thành viên của EU rò rỉ những cái ý tưởng khác nhau cho báo giới cho thấy rõ ràng rằng hầu hết các nước Liên Âu là đã hết cái sự kiên nhẫn và tin tưởng đặt vào Hungary. Dạ thưa anh, thì tại sao ông Orbán lại có cái động thái gọi là nhanh chóng lùi bước như vậy, và đằng sau hậu trường thì những cái sự dàn xếp đã diễn ra như thế nào? Những cái thông tin gần đây nhất thì cho thấy là bên cạnh những cái hậu quả mà có thể xảy ra về mặt kinh tế tài chính thì Thủ tướng Hungary Orbán Viktor cũng đã phải chịu cái áp lực nặng nề từ nhiều phía, cụ thể là giới lãnh đạo của Liên Âu cho hay là hội nghị sẽ kéo dài đến chừng nào mà chưa đạt được cái sự đồng thuận tuyệt đối, và đã diễn ra rất nhiều nỗ lực để mà thuyết phục và cả chỉ trích ông Orbán từ chiều tối hôm trước mà cho tới sáng mùng 1 tháng 2, tức là khi hội nghị thượng đỉnh được diễn ra. Và cái điều mà tương đối là đáng ngạc nhiên là trong đó gay gắt nhất thì lại đến từ một cựu đồng minh của ông Orbán Viktor, tức là Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, khi mà ông này cho rằng chỉ trích là không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận được cái trò chơi tự cao tự đại của Orbán. Và nhà lãnh đạo Ba Lan thì cũng nhấn mạnh là cái việc ủng hộ Ukraine là không cần phải bàn cãi, cho nên Orbán cần quyết định là có thuộc về cộng đồng chung của châu Âu hay không. Chứ Hội đồng châu Âu thì trong lần này sẽ không có kế hoạch B trong trường hợp Hungary tiếp tục phủ quyết. Và ông cũng khẳng định thêm là cái sự chống đối của Orbán thì không chỉ mang lại rủi ro cho an ninh Ukraine mà cho cả Liên Âu. Và Thủ tướng Hungary Orbán Viktor sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà có lẽ cái vai trò quyết định ở đây là cái cuộc họp diễn ra tới phút cuối của sáng mùng 1 tháng 2 giữa các vị chủ tịch của Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu cùng lãnh đạo một số nước khác như là Pháp, Đức và Ý cùng cả ông Orbán Viktor, Ba Lan, Hà Lan và Bỉ thì cũng nhập cuộc, và họ đã đưa ra một số những cái nhượng bộ để mà đảm bảo cho ông Orbán Viktor vẫn có thể giữ được thể diện, vẫn có thể nói là mình đã chiến thắng, mà trong khi ông Orbán thì không thể tiếp tục cản trở cái nỗ lực ủng hộ Ukraine của Liên Âu. Và một số những phân tích về sau thì cũng cho thấy rằng là ông Orbán Viktor đã ý thức được một cách rõ ràng là mình có thể đi xa đến đâu trong tạm gọi là cái cuộc đấu này. Và họ cũng phân tích là trước nay thì chưa bao giờ ông Orbán phủ quyết tại Liên Âu trong một vấn đề mà ông hoàn toàn không được ai ủng hộ hoặc là hậu thuẫn. Và cái chiến thuật của ông ấy là luôn khiến các đối thủ hoặc là có thể gọi là đối tác hoặc là đối thủ không thể biết là ông thực sự nghĩ nghiêm túc về cái vấn đề đang bàn, hay là ông chỉ muốn vòi vĩnh để mà kiếm thêm lợi. Và khi đạt được ở cái mức tối đa mà điều ông muốn đó, thì trong cái trường hợp hiện tại đây này thì Orbán lập tức đồng ý. Dạ, xin anh nói rõ thêm về việc mà Liên hiệp châu Âu thì đã có những cái nhượng bộ Hungary cụ thể về những gì trong cái câu chuyện này để mà chính quyền của Orbán có thể là chấp nhận cái thỏa hiệp đó. Trong thực tế thì Liên Âu đã đưa ra ba cái thỏa hiệp, và đó là những cái đề xuất để ông Orbán Viktor rút lại cái quyền phủ quyết. Liên Âu thì cho rằng đây là những cái điểm lặt vặt thôi, nhưng mà quan trọng nhất đối với Liên Âu tức là ông Orbán sẽ không có cơ hội can thiệp vào cái vấn đề này trong tương lai. Thì thứ nhất tức là Ủy ban châu Âu hàng năm sẽ đưa ra những cái báo cáo cụ thể
về cái gói hỗ trợ tài chính cho Ukraine, và nếu cần thì lãnh đạo các nước EU sẽ thảo luận về cái vấn đề này. Thứ hai là sau 2 năm thì Ủy ban châu Âu sẽ tái xem xét lại cái tính xác đáng của những cái khoản mà chi cho Ukraine. Thứ ba, đây là một cái điểm mà liên quan tới Hungary, tức là những cái nguồn tiền EU cho Hungary mà hiện thời đang bị Liên Âu giữ lại đó, thì sẽ được xem xét giải ngân một cách khách quan và công bằng. Thủ tướng Hungary đã buộc phải chấp nhận chủ trương viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine, điều mà ông Orbán đã tỏ ra nỗ lực chống đến cùng. Thưa anh, ông Orbán đã nói gì với người dân trong nước về điều mà một số nhà quan sát cho là thất bại này? Thì một số những cái đánh giá cho rằng là những cái thỏa hiệp này thực chất là ông Orbán không nhận được gì và không có cái sự lựa chọn nào khác ngoài cái việc đồng ý hỗ trợ cho Ukraine. Nhưng mà tuy nhiên thì ngay sau đó từ Brussels thì Thủ tướng Hungary đã tuyên bố về trong nước là ông đã chiến thắng, là vì đã nhận được cái sự nhượng bộ thích hợp cho những gì mà chính phủ nước này đang lo ngại. Tức là thứ nhất là nguồn tiền EU dành cho Hungary mà đang bị giữ lại đấy thì sẽ không được chuyển cho Ukraine. Thì đây là một cái giả thiết mà do nội các Hungary đã thêu dệt ra từ nhiều tháng nay. Thì đây cũng là cái điều mà nhiều lần đã xảy ra trong quá khứ, tức là với người dân ở trong nước ấy, thì ông Orbán lại có khả năng là khiến nhiều người tin rằng là ông đã bảo vệ được lợi ích của Hungary. Ví dụ như là vì ông mà Liên Âu phải tổ chức một cái hội nghị thượng đỉnh bất thường, vì ông mà những cái lãnh đạo cao cấp nhất của Liên Âu cũng phải lao tâm khổ tứ, và chính họ là những cái người thở phào mừng rỡ vào phút cuối khi mà được ông chấp thuận. Thì phân tích của báo chí Hungary cũng cho thấy rằng là ông Orbán như vậy là vẫn thành công trong cái việc mà khiến các đối tác hoặc là các đối thủ ở Liên Âu phải hoang mang đau đầu, vì sự thực là nó không biết là ông muốn cái điều gì. Orbán Viktor chưa bao giờ mà ra khỏi một cái xung đột nào mà ở cái thế yếu cả. Cái con bài, hay nói đúng hơn là cái đường lối mà ông đặt ra, thì đối với những cái nhà nghiên cứu hoặc là những nhà phân tích thì nó rất rõ ràng, có nghĩa là luôn luôn ông đặt ra cái đối thủ, những cái địch thủ hoặc là những cái kẻ thù mà nhiều khi là không tồn tại, nhưng mà do cái bộ máy truyền thông mà họ nói đi nói lại hàng ngày đó thì người dân thì cũng tin tưởng, và người dân thì họ cũng tỏ ra là người ta sợ hãi trước cái chuyện đó, và chỉ có Orbán mới có thể đứng ra gọi là bảo vệ được họ thôi. Tất cả cái truyền thông là đều bị ông Orbán ông thao túng. Chính trường Hungary hiện tại trong vòng 15 năm nay thì không có những cái gương mặt nào sáng giá để mà có thể đứng ra đối đầu với cả Orbán cả. Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.